Quý vị và các bạn đang theo dõi những tư liệu vô cùng quý của Sài Gòn thập niên 1930. Thời kỳ này, Sài Gòn đầy biến động khi thành phố vừa mang đậm dấu ấn thuộc địa, vừa khởi sắc với những công trình mới. Cuộc sống người dân Sài Gòn thời kỳ này đa dạng về văn hóa. Người Pháp, người Hoa và người Việt cùng sống chung, tạo nên một bức tranh dân cư phong phú với lối sống giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Về mặt chính trị, thập niên 1930 chứng kiến sự trỗi dậy của phong trào yêu nước và cách mạng. Các tổ chức như Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản Đông Dương bắt đầu hoạt động, đặt nền móng cho các cuộc đấu tranh sau này. Kinh tế Sài Gòn phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này, thương mại sầm uất, các nhà máy và xí nghiệp mọc lên, biến Sài Gòn thành trung tâm kinh tế quan trọng của Đông Dương. Không thể phủ nhận, thập niên 1930, Sài Gòn là một đô thị sôi động dưới sự cai trị của Pháp. Sài Gòn khi ấy nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, kết hợp phong cách Pháp và bản địa, tạo nên vẻ đẹp của một hòn ngọc viễn đông. Một điều không thể phủ nhận nữa là hầu hết các tư liệu phim ảnh lịch sử về Việt Nam thời kỳ này đều được thực hiện bởi các ống kính của người Pháp. Và cho đến ngày nay, các tư liệu lịch sử giai đoạn này vẫn còn được lưu giữ rất kỹ ở các bảo tàng, thư viện của Pháp. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thăm lại Sài Gòn xưa thập niên 1930 qua bộ ảnh sưu tập vô cùng quý giá mà chúng tôi tìm được. Bộ ảnh này thuộc về ông Adrian Noglu, một sĩ quan phục vụ tại sở hiến binh thuộc địa Sài Gòn từ năm 1904 đến năm 1937. Trải qua hơn 3 thập kỷ, ông đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường của gia đình mình. Mặc dù đây chủ yếu là những bức ảnh cá nhân với sự xuất hiện của vợ con ông Noglu, nhưng chúng vẫn mang giá trị lịch sử to lớn. Qua những hình ảnh này, ta có thể nhìn thấy được diện mạo của Sài Gòn cách đây gần 100 năm, từ cảnh quan đường phố đến các công trình kiến trúc đặc trưng thời bấy giờ. Ảnh đang xem chính là dinh xã Tây với đèn đường và ghế công viên phía trước. Nơi này ngày nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ở đầu phố đi bộ Nguyễn Huệ, giao nhau với đường Lê Thánh Tôn. Chơi xích đu tại Hội Xuân gần chợ Bến Thành năm 1930. Một góc ảnh khác trước chợ Bến Thành. Còn đây chính là chùa Ngọc Hoàng ở Đà Cao, trên đường Pigre, nay là đường Mai Thị Lụ. Một ngôi chùa khá lâu đời. Ngày nay, chùa Ngọc Hoàng là một trong những ngôi chùa thu hút rất nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Kỳ binh diễu hành trên bến Bạch Đằng, đoạn qua công trường Mê Linh. Nhà thờ chính Sài Gòn, ảnh chụp vào thập niên 1930. Giai đoạn này, nhà thờ được gọi là nhà thờ Sài Gòn và phía trước nhà thờ chính vẫn còn là tượng giám mục Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh. Từ năm 1945 thì hai tượng này không còn nữa, nhưng bệ đá hoa cương màu đỏ phía dưới vẫn được giữ lại, nằm chờ vơi giữa quảng trường. Cho đến năm 1959 thì tượng Đức Mẹ Hòa Bình được dựng lên, và kể từ đây tên nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hay nhà thờ Đức Bà được gọi cho đến ngày nay. Lăng cha cả Bá Đa Lộc tại Gia Định, ảnh chụp năm 1930. Nơi này ngày nay là vòng xoay Lăng cha cả thuộc phường 4 quận Tân Bình, là điểm giao cắt của các trục đường lớn như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, Lê Văn Sĩ, Bùi Thị Xuân. Vòng xoay nổi bật với quả địa cầu hai màu xanh đỏ, đường kính khoảng 2 mét. Ảnh đang xem chính là trường đua Phú Thọ, chốn đỏ đèn danh tiếng nhất Đông Dương thời bấy giờ. Được người Pháp xây dựng từ năm 1932 với diện tích 440.000 m². Trường đua Phú Thọ này thuộc quận 11. Khi ấy là trường đua ngựa duy nhất của Sài Gòn và Việt Nam. Lúc bấy giờ, Phú Thọ được xếp hạng là một trong những trường đua lớn nhất nhì châu Á. Những chiếc ghe xuồng trên kinh Tàu Hủ năm 1930, xa xa chính là cầu Móng, được xem là cây cầu cổ xưa nhất Sài Gòn do công ty vận chuyển hàng hải của Pháp bỏ vốn thuê công ty xây dựng Levallois Perret, tức FM cũ, xây dựng từ năm 1893 và hoàn thành năm 1894. Cầu Móng bắc qua kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, nối liền quận 1 và quận 4 vẫn còn cho đến ngày nay. Bức ảnh này chụp tại công trường Cunard trước chợ Sài Gòn, phía sau là ga xe lửa Sài Gòn, nay là công viên 23 tháng 9. Còn người trong ảnh chính là vợ của ông Adrian Noglu, người đã chụp bức ảnh này. Trong ảnh này, dòng người đang đi qua công trường chiến sĩ được chụp năm 1930, nay là Hồ Con Rùa. Vị trí này có lịch sử khá phức tạp từ thời nhà Nguyễn.
trước năm 1975 là nơi giao nhau giữa đường Duy Tân và Trần Quý Cáp. Sau năm 1975 được đổi thành đường Phạm Ngọc Thạch và Võ Văn Tần cho đến ngày nay. Đây là dinh Notre Dame hay dinh toàn quyền Đông Dương của Pháp tại Sài Gòn, là một tòa dinh thự được sử dụng làm nơi ở và làm việc của toàn quyền Đông Dương tại Sài Gòn dưới thời Pháp thuộc. Ngày 7 tháng 9 năm 1954, sau khi nhận bàn giao từ chính phủ Pháp, Ngô Đình Diệm đã quyết định đổi tên dinh thành dinh độc lập. Bến cảng Aachen, tức bến Bạch Đằng ngày nay, ảnh này được chụp vào khoảng năm 1930. Một góc của bến cảng Aachen cho thấy chiếc tàu rất lớn đang neo đậu trên sông Sài Gòn, còn bên phải là bến Nhà Rồng. Còn ảnh này được chụp từ phía sông Sài Gòn nhìn vào đại lộ Trật Nè, nay là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Một tàu lửa đang di chuyển từ cảng Sài Gòn về ga Sài Gòn năm 1930. Tuyến đường sắt này chạy dọc bến cảng ven sông Sài Gòn, nơi tàu lửa đang đi qua ngày nay là bến Bạch Đằng và đường Tôn Đức Thắng. Dưỡng đường Akia nay thuộc khu vực đường Nguyễn Bính Khiêm gần vườn Bách Thú, tức Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày nay. Dưỡng đường Akia là tiền thân của bệnh viện mắt trên đường Điện Biên Phủ ngày nay. Ảnh này là tòa nhà câu lạc bộ sĩ quan trên đại lộ Notre Dame, nay là đại lộ Lê Duẩn, kế bên nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tòa nhà này ngày nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 1 và kiến trúc nơi đây cũng ít thay đổi. Đây là công viên Parkit, nay là công viên Chi Lăng, nhìn ra đường La Grandière, nay chính là đường Lý Tự Trọng, ảnh chụp năm 1930. Tức là phía bên phải bức ảnh này ngày nay là trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi. Đây là đầu đường Katina, nay là đường Đồng Khởi. Bên trái ảnh là khách sạn Majestic của công ty Hồ Bùn Hoa. Tấm ảnh này được tác giả chú thích là ông hội đồng thành phố Sài Gòn, ảnh chụp vào thập niên 1930. Đây là mặt tiền danh trại hiến binh Sài Gòn trên đường La Condie, nay là đường Lý Tự Trọng, trải qua hơn một thế kỷ. Nơi đây luôn đóng vai trò là cơ quan an ninh quan trọng của chính quyền Pháp. Do tính chất bảo mật cao nên người dân thường thời kỳ này tuyệt đối không được phép vào bên trong. Vì vậy những bức ảnh tiếp theo này có thể được xem là tư liệu công khai duy nhất về nội khu sở hiến binh mang giá trị lịch sử đặc biệt. Đây chính là bên trong doanh trại hiến binh Sài Gòn, một người phụ nữ Pháp đang ngồi may đồ. Khuôn viên bên trong doanh trại hiến binh Sài Gòn năm 1930, trong ảnh là vợ và con gái của tác giả bức ảnh này. Cuộc duyệt binh của quân Đông Dương bên trong sở hiến binh Sài Gòn. Và đây là nội thất bên trong nơi ở của sĩ quan Pháp ở sở hiến binh Sài Gòn năm 1930. Sở hiến binh thuộc địa Grandi Mire Colonel, được người Việt gọi là Sen Đầm hay Sang Đầm, là tổ chức an ninh quân sự được thành lập ngay sau khi thực dân Pháp chiếm đóng Gia Đình. Đây là lực lượng thuộc quân đội chịu trách nhiệm duy trì an ninh trật tự, khác biệt với cảnh sát dân sự. Việc thành lập sở hiến binh phản ánh chiến lược kiểm soát an ninh của chính quyền thuộc địa ngay từ những ngày đầu thiết lập quyền cai trị tại Việt Nam. Trong ảnh này là quân hiến binh đang truy bắt tội phạm tại Hóc Môn. Trong thời kỳ thuộc địa, sở hiến binh ở Đông Dương đảm nhận nhiều vai trò quan trọng. Nhiệm vụ chính của họ bao gồm giám sát quân đội và kiểm soát dân sự về mặt hành chính lẫn tư pháp. Ngoài ra, họ còn chịu trách nhiệm quản lý các nhà tù ở cấp tỉnh. Đôi khi, sở hiến binh còn được giao nhiệm vụ phụ trách các công tác đô thị như chiếu sáng, vệ sinh, duy trì trật tự công cộng. Sau năm 1955, tòa nhà sở hiến binh Sài Gòn trở thành trụ sở quân cảnh và từ năm 1975 đến nay là doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam. Như vậy, suốt hơn một thế kỷ qua, tòa nhà này vẫn là trụ sở của các cơ quan quân sự có chức năng tương tự. Khoảng 100 năm trước, địa điểm vui chơi phổ biến của trẻ em Sài Gòn bao gồm công viên Parkit, sau đổi thành công viên Chi Lăng, vườn Bờ Rô, nay là công viên Tao Đàn, và vườn Bách Thú, nay là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ông Noblu, một viên chức sống cùng gia đình tại Sài Gòn, thường xuyên đưa con của mình đến vườn Bách Thú vui chơi và chụp ảnh lưu niệm. Và đó cũng chính là những bức ảnh quý giá về đời sống xã hội thời bấy giờ. Đây là hai chú voi và người chăm sóc chúng ở vườn Bách Thú Sài Gòn, ảnh chụp năm 1930. Tượng voi đồng cao 1,5 mét trong vườn Bách Thú Sài Gòn, quà tặng từ vua Sim năm 1930. Tượng voi được đặt bên cạnh đền kỷ niệm, ngày nay là đền Hùng Vương. Một góc bên khác của đền kỷ niệm, cây cầu sắt trong vườn Bách Thú Sài Gòn
ngày nay đã bị dỡ bỏ. Đây chính là bảo tàng Blanchard de Pavrot cạnh vườn bách thú. Lúc này bảo tàng vừa mới đi vào hoạt động. Nơi này ngày nay là bảo tàng lịch sử, thu hút rất nhiều du khách tới tham quan. Và một số hình ảnh khác của Sài Gòn thập niên 1930.